Trong tập trước, với những lập luận sắc bén, đội thi đến từ trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội đã chính thức ghi tên mình cho vị trí đầu tiên của vòng bán kết cuộc thi tranh biện trường tin 2018. Vòng tứ kết của trường tin vẫn đang tiếp tục diễn ra với những trận đấu gay cấn ở phía trước. Đội thi nào sẽ trở thành quán quân của cuộc thi tranh biện trường tin 2018 và nhận được giải thưởng cao nhất của chương trình? Một chuyến tham quan và trải nghiệm học tập trong 7 ngày tại Đại học Macquarie, Sydney, Australia, top 50 trường đại học quốc tế tốt nhất trên thế giới. Và ngay sau đây, hãy cùng tiếp tục trở lại với sân khấu tranh biện của trường tin 2018 nhé! Chào mừng quý vị khán giả đã cùng với chúng tôi đến với chương trình Trường Tin 2018. Và đây là trận đấu thứ hai của vòng tứ kết của Trường Tin năm nay. Các thí sinh của các đội đến đây, các bạn đã cố gắng rất nhiều, đã rèn luyện và đã trải qua những trận thi đấu khác. Và chắc chắn các bạn hoàn toàn xứng đáng có mặt ở vòng tứ kết này. Và hy vọng là ngày hôm nay các bạn sẽ tiếp tục nói lên tiếng nói của mình, chia sẻ kiến thức của mình và làm cho những khán giả truyền hình thêm bất ngờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón hai đội có mặt trong Trường Tin ngày hôm nay. Đội đầu tiên đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Xin mời các bạn Ngọc Anh, Tiến Đạt và Bảo Tâm. Vâng, rất vui được gặp lại các bạn. Và chúng ta hãy xem ngày hôm nay đối thủ của họ là ai. Hãy cùng chào đón đội của trường Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội với Phương Anh, Châu Giang và Hà My. Ngày hôm nay các bạn sẽ đến với một trận tứ kết để xem đội nào sẽ đi tiếp. Càng về sau chắc chắn là sẽ càng căng thẳng hơn bởi vì các đội đều là những ứng cử viên rất xuất sắc. Hãy cho họ một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và đừng quên tất cả chúng tôi và khán giả truyền hình đều cổ vũ các bạn hãy cố gắng thật bình tĩnh, tự tin để có một trận tranh biện thật là xuất sắc. Xin mời hai đội hãy trở về vị trí của mình. Cảm ơn các bạn. Và trong mỗi trận đấu của trường tin, chúng ta đều sẽ có ban giám khảo đáng kính, những người sẽ giúp chúng tôi đưa ra những nhận xét cho điểm. Và ngày hôm nay hãy cùng một lần nữa làm quen với ban giám khảo. Vị giám khảo đầu tiên cũng là giám khảo nữ duy nhất, một giám khảo quen thuộc của trường tin. Xin giới thiệu top 20 nhà tranh biện trẻ châu Á, giám khảo Nguyễn Ngọc Tú Uyên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại vị giám khảo thứ hai, một vị giám khảo cũng quen thuộc với chương trình, vị giám khảo đến từ Singapore. Xin giới thiệu giám khảo Walter Yu. Và ngày hôm nay chúng ta được chào đón một vị giám khảo khách mời đến với trường quay của trường tin. Anh đã quay trở lại với chúng tôi trong mùa trường tin 2018 này. Hãy cùng chào đón nhà báo Chu Minh Vũ. Và có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một đôi câu với nhà báo Chu Minh Vũ trước khi mà các lượt tranh biện bắt đầu được không ạ? Anh Chu Minh Vũ thân mến, được quay trở lại với trường tin năm nay. Không biết là anh có kỳ vọng gì ở các bạn thí sinh không ạ? Năm ngoái tôi đã làm giám khảo của cuộc thi trường tin năm 2017 và lần đầu tiên được chứng kiến một cái thế hệ học sinh được cất tiếng nói của mình, một cái tiếng nói rất là mang cái yếu tố thế hệ rất là lớn, nó khác biệt hoàn toàn với những cái thế hệ đi trước và đặc biệt là cái thế hệ của chúng tôi khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn đối với trường tin năm 2018, rất tiếc là tôi chưa kịp thu xếp được thời gian để cùng đồng hành cùng các bạn ở những cái vòng ngoài. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng với sự thành công của trường tin năm 2017 thì năm nay sẽ có thu hút nhiều hơn nữa tất cả các bạn trẻ đến từ các trường phổ thông trung học trong toàn quốc. Và tôi chờ đợi tất cả các bạn và đặc biệt là trận đấu ngày hôm nay khi mà tôi biết rằng đây là một cái chủ đề rất là khó khăn. Cảm ơn nhà báo Thu Minh Vũ rất nhiều và hy vọng là ngày hôm nay anh cũng sẽ làm việc thật là tuyệt vời trong chương trình trường tin và sẽ đưa ra được những đóng góp, những nhận xét thật là hữu ích cho những bạn trẻ của chúng tôi, những người mà anh đang rất kỳ vọng trong năm nay. Và hy vọng là ngày hôm nay thì những thí sinh của chúng ta sẽ không làm cho khán giả truyền hình và đặc biệt là không làm cho ban giám khảo thất vọng. Họ sẽ đến với kiến nghị gì? Hãy cùng với trường tin theo dõi ngày hôm nay. Trong thời gian gần đây, những vấn đề liên quan đến các phần mềm liên lạc, đặc biệt là việc bảo mật thông tin người dùng, nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý của toàn xã hội. Hiện tại, khi các công ty phần mềm liên lạc mã hóa dữ liệu người dùng như tin nhắn hay nội dung cuộc gọi, thì gần như không ai có thể tiếp cận được thông tin của họ ngoài chính bản thân người dùng. Song song với đó, có một thực tế cho thấy, với việc các đối tượng tội phạm và tổ chức khủng bố có xu hướng sử dụng ứng dụng liên lạc qua Internet để lên kế hoạch cho tội ác của mình.
các cơ quan điều tra có thể tận dụng dữ liệu của người sử dụng Internet để phục vụ cho quá trình điều tra. Điều này giúp ngăn chặn thiệt hại và rủi ro một cách hiệu quả hơn. Cách duy nhất để các đơn vị có trách nhiệm truy cập được vào các thông tin cần thiết là những công ty phần mềm liên lạc cần dừng việc mã hóa dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, điều này sẽ xâm phạm tới quyền riêng tư và sở hữu dữ liệu của người dùng Internet. Từ đó có thể tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng dữ liệu người dùng để thực hiện không ít những hành vi phạm pháp như ăn cắp tài khoản ngân hàng, lộ các thông tin nhạy cảm. Đứng trước những luồng quan điểm trái chiều như vậy, các bạn học sinh sẽ có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng theo dõi trận tranh biện của trường tin ngày hôm nay với kiến nghị: chúng tôi không cho phép các công ty phần mềm liên lạc mã hóa dữ liệu người dùng. Chúng ta đã lắng nghe kiến nghị của trường tin ngày hôm nay. Tôi xin được phép nhắc lại một lần nữa. Kiến nghị của trường tin là: chúng tôi không cho phép các công ty phần mềm liên lạc mã hóa dữ liệu của người dùng. Có lẽ ngày nay thì trên tay ai cũng có một chiếc smartphone, và khi đó bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn để cài cho mình một phần mềm nhắn tin liên lạc. Vậy ngày hôm nay thì những quan điểm, những cảm xúc và những điều mong muốn mà các bạn trẻ của chúng ta sẽ chia sẻ nó sẽ như thế nào? Những quan điểm sẽ được tranh biện ra làm sao? Chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu ngày hôm nay được không ạ? Và trước khi đến với những lượt tranh biện chính thức, hãy cùng một lần nữa nhìn lại luật tranh biện của trường tin. Mỗi kiến nghị của trường tin sẽ được tranh biện bởi hai đội gọi là đội ủng hộ và đội phản đối. Mỗi đội gồm 3 thành viên với 4 lượt nói. Đội ủng hộ có quyền nói trước, đội phản đối có quyền kết thúc cuộc tranh biện. Thời gian ở lượt nói thứ nhất là 3 phút, thời gian ở lượt nói thứ hai là 4 phút, đội đối phương có 1 phút cho việc đặt câu hỏi. Thời gian ở lượt nói thứ ba là 4 phút, đội đối phương có 1 phút cho việc đặt câu hỏi. Thời gian ở lượt nói cuối cùng, lượt phản hồi là 2 phút. Đây là cơ hội cuối cùng để mỗi đội chơi chứng minh ưu thế của mình so với đội đối phương. Mỗi lượt nói sẽ được ban giám khảo cho điểm với tổng số điểm là 30 điểm mỗi lượt. Lượt phản hồi có tổng điểm là 15 điểm. Mỗi giám khảo có tối đa 5 nút like để bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của thí sinh. Nhưng nút like sẽ không có giá trị về mặt điểm số. Kết thúc cuộc tranh biện, đội chơi nào có số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Chúng ta đều đã rõ luật tranh biện của trường tin, và bây giờ hãy cùng đến với lượt tranh biện đầu tiên. Xin mời đến từ đội ủng hộ, thí sinh Bảo Tâm. Và đến từ đội phản đối, xin mời thí sinh Phương Anh. Đứng bên tay phải tôi lúc này là bạn Bảo Tâm. Tôi theo như trí nhớ của tôi thì đây là thí sinh nữ cao nhất năm nay. Vâng, ở những trận đấu trước bạn cảm thấy yếu điểm lớn nhất của mình là gì? Thi thoảng em hơi bị run trong lập luận của mình. Hơi run một chút, dạ, đúng không ạ? Và chúng tôi hy vọng rằng ngày hôm nay thì các bạn sẽ thật là bình tĩnh sau một vài phần trò chuyện để cho các bạn có thể thoải mái tinh thần hơn. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Vâng, hãy cố gắng lên được không ạ? Hãy cho hai thí sinh của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn. Lượt tranh biện đầu tiên, các bạn có 3 phút, không sử dụng câu hỏi, không sử dụng nút bấm chuông. Các bạn đã sẵn sàng? Và bây giờ hãy cùng đến với lượt tranh biện đầu tiên của trường tin. Năm 2018, Cambridge Analytica gây chấn động dư luận vì sử dụng trái phép 87 triệu dữ liệu của người dùng. Điều này đặt một câu hỏi lớn cho tính bảo mật dữ liệu của việc mã hóa thông tin nằm trong tay các công ty phần mềm. Vì vậy, hôm nay chúng tôi ở đây để ủng hộ cho kiến nghị chúng tôi không cho phép các công ty phần mềm liên lạc mã hóa dữ liệu người dùng. Chúng tôi xin định nghĩa kiến nghị ngày hôm nay như sau. Mã hóa dữ liệu là chuyển thông tin từ dạng này sang nhận dạng khác mà chỉ người có khóa giải mã hoặc mật khẩu mới có thể đọc được. Và việc mã hóa dữ liệu của các bạn là tạo ra những cổng bảo mật nối tiếp, và khi các bạn truyền thông tin từ người này sang người khác, thông tin đi qua những cổng bảo mật này và sẽ bị lưu trữ lại. Và những thông tin ở đây là gì? Những thông tin ở đây là những thông tin cá nhân của người dùng, đó có thể là lịch sử liên lạc, địa chỉ email hay thậm chí là tài khoản ngân hàng. Đây là những đầu mối quan trọng trong việc điều tra và là những con mồi của việc tấn công mạng và của những vụ ăn cắp dữ liệu. Chúng tôi ủng hộ kiến nghị này để hướng tới sự minh bạch trong chia sẻ, lưu trữ và điều tra thông tin, từ đó đảm bảo an toàn và trật tự trong xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi muốn loại bỏ cơ chế sai lầm trong bảo mật của mã hóa, từ đó tăng hiệu quả của những việc điều tra qua những phần mềm liên lạc. Chúng tôi xin đi sâu vào cơ chế của mình như sau. Thay vì mã hóa dữ liệu che đi dữ liệu bằng những cổng khóa hoặc mật mã, thì chúng tôi sẽ truyền đi và lưu trữ dữ liệu của người dùng dưới dạng dữ liệu gốc và được bảo mật qua những hệ thống như là hệ thống an ninh mạng IPS và hệ thống thâu tóm bảo mật cá nhân ESP, bằng cách
do truyền tải thông tin này, chúng tôi sẽ cung cấp bảo mật trực tiếp cho người dùng và chỉ có người dùng mới có thể truy cập vào những bảo mật này. Thông tin sẽ được truyền tải thẳng bằng một hệ thống ngầm mà không qua bất kỳ một điểm dừng nào, từ đó tránh những vụ tấn công khi mà thông tin bị lưu trữ lại ở những điểm dừng đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo được 3 tính chất của việc bảo mật, đó là tính xác thực, tính toàn vẹn và tính không thu hồi, và chúng tôi sẽ nói rõ về điều này trong luận điểm 1 của chúng tôi. Chúng tôi xin chứng minh lập trường của mình bằng 2 luận điểm như sau. Luận điểm đầu tiên, việc mã hóa sẽ không có hiệu quả trong bảo mật dữ liệu trước các cuộc tấn công và các cuộc đánh cắp thông tin. Luận điểm thứ hai, mã hóa dữ liệu chỉ đem lại cản trở, khó khăn trong việc điều tra tội phạm và đảm bảo an ninh xã hội. Chúng tôi xin chứng minh luận điểm 1 của mình như sau. Các bạn mã hóa thông tin nhằm hướng tới 3 mục đích của bảo mật như tôi đã nói, đó là 3 tính: tính xác thực, tính toàn vẹn và tính không thu hồi. Và tôi ở đây để chứng minh rằng các bạn không thực hiện được cả 3 yếu tố đó. Thứ nhất, tính xác thực, thủ tục của các bạn còn quá đơn giản và dễ dàng bị làm giả. Chính vì vậy, việc xâm nhập thông tin là hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi tính xác thực đã bị loại bỏ thì 2 tính chất kia cũng hoàn toàn không thể xây dựng được. Thứ hai, đó là tính toàn vẹn. Các cổng mã hóa thông tin của các bạn rất dễ dàng bị tấn công và ăn cắp. Chính vì vậy mà thông tin của các bạn sẽ không toàn vẹn, chúng sẽ bị biến đổi, biến dạng. Thứ ba, đó là tính thu hồi. Khi thông tin của các bạn bị dừng lại ở một trong những cổng bảo mật thì chúng sẽ không được gửi cho đến bên người nhận, và thậm chí người gửi cũng không thể nào thu hồi lại được thông tin đó. Theo thống kê, trong năm 2016 có đến 4.000 vụ ăn cắp thông tin trong một ngày, 300% so với năm 2015. Và theo những ước tính, đến năm 2021 thì con số này sẽ tăng đến 6.000 tỷ USD trong một năm. Và chúng tôi ở đây để chứng minh rằng cái việc bảo mật của các bạn là hoàn toàn thất bại. Tôi xin cảm ơn. Bắt đầu với kiến nghị ngày hôm nay, chúng tôi xin đưa ra một bối cảnh như sau. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi được những luồng thông tin trên Internet. Trong khi những lượng dữ liệu trên Internet ngày càng tăng thì các tội phạm lừa đảo, khủng bố ngày càng lợi dụng những điểm này và cải thiện phương thức phạm tội tinh vi hơn. Vì vậy mà chúng tôi đến đây để phản đối kiến nghị rằng chúng tôi không cho phép các công ty phần mềm liên lạc mã hóa dữ liệu người dùng. Đầu tiên, chúng tôi xin phép được phản biện một số ý kiến của lỗi bạn như sau. Các bạn nói rằng khi mà các bạn sử dụng thông tin không mã hóa, các bạn chuyển các thông tin đó từ các cổng bảo mật này sang các cổng bảo mật khác, và trong các cổng bảo mật đó thì thông tin đó sẽ được bảo mật. Nhưng các bạn có chắc chắn được rằng trong quá trình mà các bạn chuyển thông tin đó, các bạn sẽ bảo mật được thông tin của người dùng hay không? Và tiếp theo, chúng tôi xin đến đây với luận điểm. Luận điểm 1 của chúng tôi là việc mã hóa dữ liệu người dùng sẽ giảm tỷ lệ các công ty bán thông tin người dùng để trục lợi, với mục tiêu là bảo mật thông tin người dùng tốt hơn. Và luận điểm thứ hai của chúng tôi là việc mã hóa dữ liệu người dùng sẽ giảm tỷ lệ thông tin người dùng bị tấn công bởi các hacker, với mục tiêu là tạo ra một cộng đồng mạng an toàn hơn. Chúng ta đều biết mạng xã hội là một nơi mà mọi người đều có quyền còn nói lên tiếng nói của mình. Họ có thể phát ngôn lung tung hoặc bịa đặt, và như chúng tôi đã nói, tội phạm ngày càng tinh vi, họ có thể sử dụng chính điều đó để gây ông đập lưng ông, đánh lạc hướng cơ quan điều tra chính quyền và khiến cho họ bị rối hướng xử lý. Và Mỹ là một nước dân chủ nhưng bản chất lại không phải. Bởi vì sao? Bởi vì khi thông tin không được mã hóa thì nó sẽ tồn tại dưới dạng nguyên bản, ai nhìn vào cũng có thể hiểu được. Chúng tôi xin đưa ra một con số như sau, là Cục An ninh Quốc gia Mỹ đã thu thập được khoảng 5.000 dữ liệu mỗi ngày nhờ vào việc họ có cả một hệ thống hơn 1.000 tin tặc. Và Đức đưa ra các bộ luật để bắt ép các công ty phần mềm đưa ra thông tin của người dùng, nhưng tất cả những phương thức tiếp cận trên của họ chỉ để nhằm vào những mục đích sau đây. Mục đích thứ nhất đó chính là tạo ra ảnh hưởng vào các cuộc bầu cử mang tính chính trị. Ví dụ vụ việc 87 triệu người dùng bị Facebook bán thông tin cá nhân cho Cambridge Analytica để phục vụ cho Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Công ty này nghiên cứu và phân tích tâm lý người dân, từ đó đưa ra các quan điểm có lợi cho chính trị gia để thay đổi cái nhìn của quần chúng, dẫn đến một việc đó chính là thiếu dân chủ. Trong khi đó, nếu như chúng tôi sử dụng thông tin đã được mã hóa thì kể cả khi chính phủ có nắm giữ thì chính phủ cũng không thể hiểu được. Từ đó, quyền dân chủ sẽ được tăng cao hơn và kết quả bầu cử sẽ trở nên khách quan hơn. Vâng, chúng ta có thể thấy được quan điểm rất mạnh mẽ của cả hai người mới chỉ qua có một lượt tranh biện ngày hôm nay thôi. Có thể thấy rằng hôm nay chúng ta sẽ có một trận tranh biện rất đáng kỳ vọng. Và chúng tôi thấy ban giám khảo đều đang khá suy tư. Có lẽ là có một phần khó đánh giá ở trong lượt đầu tiên này. Xin mời chị Uyên ạ. Ở phần tranh biện đầu tiên của cả hai bạn, chị thấy cả hai bạn đều rất là cố gắng và phải nói đây là một chủ đề rất khó. Và để mà thực hiện xong cái phần này thì chị thấy các bạn đã có một sự chuẩn bị rất là kỳ công. Riêng ở lượt nói này thì chị thấy cả hai bạn đều làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Ở bên bạn, bên trường Trần Phú Hải Phòng, chị nhận thấy bài nói của em có cấu trúc rất là tốt này, nội dung khá là ổn đến giờ phút này. Còn đối với bên bạn Phương Anh thì chị thấy chỉ hơi tiếc một tí là phản biện của tụi em ấy, em vẫn còn sử dụng rất là nhiều câu hỏi trong phản biện của mình, trong khi đó em lại lên là người phải trực tiếp trả lời những câu hỏi đó. Ở lượt tranh biện này thì chị sẽ dành 10 điểm của mình cho bạn Bảo Tâm.
chúng ta đã có 10 điểm đầu tiên của chương trình Trường Tin ngày hôm nay dành cho đội ủng hộ. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng lắng nghe nhà báo Chu Minh Vũ sẽ đưa ra những lời nhận xét cho các bạn. Quả thực cái đề bài của Trường Tin ngày hôm nay trên trận tranh biện này quá là khó. Tất cả những cái dẫn chứng chúng ta đưa ra nó phải cần thật sự là chính xác và nó phải mang ở một cái tầm rất là vĩ mô. Và tất cả những cái thông điệp mà những cái luận điểm chúng ta đưa ra nó cũng là những cái từ ngữ rất là khó. Và đôi khi là chúng ta, ngay cả giám khảo cũng ngồi phải căng đầu lên để tiếp nhận rất nhiều những số liệu và số lượng thông tin các bạn mang lại rất là nhiều. Quả thực đây là một cái sự giống như chị Uyên đã nói là các bạn đã có một cái sự chuẩn bị về bài nói của mình rất là kỹ lưỡng. Và đấy là một cái điều đầu tiên mà chúng tôi rất là khâm phục các bạn. Với cái sự chuẩn bị và cái kỹ năng về nói của trường Trần Phú thì có một chút nào đó nhỉnh hơn. Tuy nhiên nói thật sự ra thì cái sự nhỉnh hơn đó nó không có nhiều, bởi vì cả hai bạn tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng là chúng ta quá lệ thuộc vào thông tin mà chúng ta mang đến và chúng ta đã chuẩn bị. Cho nên là chỉ cần nói chạch ra một tí thôi là các bạn bị chật đường dây liền. Tất cả các bài nói nó đều không có cái sự thuyết phục về ngôn ngữ. Tôi sẽ đứng về phe nước mắt. Tôi dành 10 điểm cho trường Mercury. Cảm ơn nhà báo Chu Minh Vũ. Và hy vọng là những thí sinh tiếp theo, những lượt tranh biện tiếp theo ngày hôm nay sẽ làm anh thỏa mãn hơn với những thông tin mà các bạn mang đến. Còn bây giờ sẽ là những lời nhận xét và phần cho điểm của giám khảo Wonder You. Tôi nghĩ ở lượt này, điều mà cả hai đội cần làm tốt hơn là quản lý thời gian. Bởi vì rất nhiều ý quan trọng lại được trình bày ở cuối lượt. Chính vì vậy, chúng tôi không thể cho các bạn điểm cao như chúng tôi muốn được. Về phía đội ủng hộ, ở giai đoạn này của cuộc thi, các bạn cần hết sức thận trọng bởi vì đối thủ của các bạn rất mạnh. Việc chuẩn bị trước cấu trúc bài nói là một kỹ năng tốt. Các bạn cần nghĩ trước những điều mà đối thủ có thể nói và phản hồi mình, thậm chí trước cả khi họ nói điều đó. Bằng cách này, bài nói của các bạn sẽ có tính phản hồi cao và các bạn đang chủ động để cuộc tranh biện phát triển hơn những gì mà chúng ta kỳ vọng. Về phía đội phản đối, điều mà bạn cần nỗ lực hơn là bạn cần biết ở trong vòng này của cuộc thi, bạn cần rất mạnh mẽ trong việc tranh biện, phản biện lại tất cả những gì đội ủng hộ đã nói. Điều mà tôi thích ở cả hai đội là các bạn đều thể hiện sự tham vọng ngay từ đầu và các bạn đến đây để giành chiến thắng. Do vậy, cách tôi cho điểm lượt này là đội nào thể hiện tốt những nỗ lực của mình hơn. Bởi vì thế, tôi dành 10 điểm của mình cho đội phản đối. Vậy là chúng ta đã lắng nghe đủ cả 3 lời nhận xét của ban giám khảo cho lượt tranh biện đầu tiên. Và hiện giờ, trường Trung học phổ thông Mary Curie với đại diện là bạn Phương Anh đã mang lại 20 điểm và đang dẫn trước. Chúc mừng bạn. Và trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng, các bạn đang có 10 điểm đầu tiên. Mình cảm ơn. Hai bạn có thể quay trở về vị trí ngồi của mình. Các bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Và quý vị khán giả truyền hình thân mến, đừng rời khỏi màn hình. Trường Tin sẽ quay trở lại sau ít phút. Có vẻ như đến với trận tứ kết, Bảo Tâm và Phương Anh khá hồi hộp. Dẫu vậy, với khả năng trình bày luận điểm đầy mạnh mẽ của mình, Phương Anh đã giành được 20 điểm, đem lại ưu thế cho đội phản đối. Với cấu trúc bài nói tốt, Bảo Tâm cũng dành về 10 điểm cho đội ủng hộ. Với sự chênh lệch điểm số không quá lớn, hãy cùng tiếp tục đón xem sự thể hiện của các bạn ấy trong lượt thứ hai ngay sau đây. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Trường Tin 2018 và chúng ta đang đến với trận tứ kết thứ hai. Với kiến nghị được đưa ra đó là chúng tôi không cho phép các công ty phần mềm liên lạc mã hóa dữ liệu của người dùng. Và cách đây ít phút chúng ta đã đến với lượt tranh biện đầu tiên, rất căng thẳng. Hãy xem đại diện nào của các đội sẽ đến với lượt tranh biện thứ hai. Đến từ phía đội ủng hộ, xin mời bạn Tiến Đạt. Và thành viên đại diện cho đội phản đối ở lượt tranh biện này, xin mời bạn Châu Giang. Vâng, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau một chút. Các bạn chắc chắn cũng đã có sự chuẩn bị của mình. Và hãy nhớ những điều mà giám khảo của chúng tôi đã lưu ý các bạn. Đó là sự quản lý về mặt thời gian. Các bạn đang là những thí sinh đến với tận vòng tứ kết rồi. Hãy thể hiện là mình sẽ quản lý thời gian thật tốt, được không ạ? Bạn Châu Giang, tôi sẽ thử hỏi một câu nhé. Bạn không cần phải nghĩ câu thú vị đâu, bạn nghĩ gì bạn có thể nói đấy. Nếu như mà chúng ta có thang điểm 10 để đánh giá ngoại hình của bạn Đạt, thì bạn sẽ cho bạn Đạt mấy điểm? Em nghĩ là chắc là 5 điểm ạ. Tại vì bạn Đạt cũng giống như những người bạn
Con trai bình thường thôi ạ. Tức là bạn cho bạn đạt 5 điểm. Thế tức là tôi thấy là quan điểm của bạn nó hơi khác với một số thí sinh khác của trường thi năm nay. Có những thí sinh thì có nói với ban tổ chức và ban biên tập chúng tôi là nếu mà nói về một chàng trai với xuất hiện ấn tượng nhất thì câu trả lời có thể là bạn đạt. Chúng tôi muốn câu chuyện của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng thoải mái một chút để cho các bạn sẵn sàng bước đến với cả lượt thứ hai. Vì ngày hôm nay chủ đề của chúng ta như giám khảo đã nói đều rất khó. Ở lượt này mỗi đội sẽ có 4 phút và chúng ta có 1 phút để vừa đặt câu hỏi vừa trả lời. Các bạn thoải mái sử dụng 1 phút này bất cứ lúc nào. Và các bạn đã sẵn sàng. Lượt tranh biện thứ hai của trường tin bắt đầu. Xin chào bạn, xin chào ban giám khảo. Tôi là người thứ hai đến từ đội ủng hộ với kiến nghị. Chúng tôi không cho phép các công ty phần mềm liên lạc như Google, Apple hay Facebook mã hóa dữ liệu người dùng. Trước hết tôi xin có vài phản biện với những ý các bạn đã đưa ra. Các bạn nói rằng cách của chúng tôi là chúng tôi chuyển thông tin qua các cổng bảo mật, nhưng tôi cho rằng các bạn đã có sự nhầm lẫn ở đây. Tại vì chúng tôi nói rằng cách của các bạn, cách mã hóa dữ liệu mới là chuyển dữ liệu tới các cổng thông tin lưu trữ này. Và cách của chúng tôi là lưu trữ và bảo vệ trực tiếp thông qua hai hệ thống, đấy là hệ thống an ninh mạng IPS và hệ thống thâu tóm bảo vệ dữ liệu là ESP. Thì cách của chúng tôi là lưu trữ và bảo vệ trực tiếp thông tin. Và khi thông tin này được truyền tải đi thì chúng sẽ được chuyển qua những đường truyền thông tin ẩn và không lưu trữ lại tại bất kỳ cổng thông tin nào để có thể bị xâm nhập và ăn cắp cả. Bây giờ tôi xin đi làm rõ hơn luận điểm 1. Như chúng tôi đã nói, mã hóa đảm bảo 3 tính chất, đấy là tính xác thực, tính toàn vẹn và tính không thu hồi. Nhưng như người một chúng tôi đã chứng minh, cả 3 tính này đều có những lỗ hổng rất lớn ở trong phương pháp mã hóa dữ liệu của các bạn. Nhưng đến với phương pháp của chúng tôi là qua hệ thống an ninh mạng IPS và hệ thống thâu tóm bảo vệ dữ liệu ESP thì thông tin không được mã hóa mà được lưu trữ và bảo vệ trực tiếp bởi hệ thống và người dùng. Tính xác thực không thể mạo danh được tại vì không có cổng thông tin ngoài để giả danh. Tính toàn vẹn được bảo đảm tại vì thông tin được gửi qua hầm ẩm, không lưu trữ lại ở bất kỳ đâu để có thể bị xâm nhập và ăn cắp cả. Và chính điều này cũng đã hoàn thành được trọn vẹn tính thứ ba, đó là tính không thu hồi của chúng tôi. Và dựa vào những điều chúng tôi đã chứng minh thì tôi cho rằng biện pháp của chúng tôi có tính hiệu quả vượt trội hơn rất nhiều biện pháp mã hóa dữ liệu của các bạn. Sau đây tôi xin đi vào chứng minh luận điểm 2 của chúng tôi. Mã hóa dữ liệu chỉ đem lại nhiều cản trở và khó khăn trong việc điều tra tội phạm và đảm bảo an ninh xã hội. Có rất nhiều vụ khủng bố, phạm pháp, án mạng thông qua những phần mềm liên lạc và mạng xã hội. Và trong những trường hợp như thế này, chính phủ sẽ phải yêu cầu thông tin từ công ty cũng như người dùng để có nguyên căn điều tra hung thủ và nguyên căn phạm tội. Nhưng với những công ty liên lạc, vì họ muốn giữ được uy tín về độ bảo mật nên họ đã chủ động mã hóa tất cả thông tin và từ chối cung cấp mã giải này cho chính phủ. Và như chúng tôi đã chứng minh thì những mã hóa này hoàn toàn có thể giải được. Nhưng với một số lượng lớn thông tin như vậy để điều tra và để mà giải mã thì việc mã hóa dữ liệu không giúp được gì cho điều tra mà chỉ làm tốn thêm thời gian và công sức. Tôi xin từ chối câu hỏi của bạn. Như chúng tôi đã chứng minh thì bảo mật cá nhân, chúng tôi muốn làm rõ ra rằng bảo mật cá nhân ở đây không quan trọng bằng an toàn tính mạng. Nếu một vài người có thể chấp nhận từ bỏ đi sự bảo mật của cá nhân thì thông tin của họ được bảo vệ và sử dụng chính đáng với một mục đích là bảo vệ tính mạng của rất nhiều người thì sự hy sinh bảo mật này là hoàn toàn xứng đáng. Một ví dụ với vụ đánh bom ở Boston do thủ phạm Tamerlan Tsarnaev, người Nga, vào tháng 4 năm 2013 đã chứng minh chính phủ đã xác định được thủ phạm và dự đoán được kế hoạch của hắn ta nhiều tuần trước đó, nhưng những thông tin chính phủ cần thiết để giải mã thì đã đều bị mã hóa hết nên chính phủ đã không kịp ngăn chặn lại vụ đánh bom này. Cuối cùng, vụ đánh bom xảy ra và hệ quả là gì? 267 người đã chết và bị thương ở trong vụ đánh bom này chỉ vì những mã hóa không cần thiết. Tóm lại, việc điều tra đã khó như việc mò kim đáy bể. Mã hóa dữ liệu lại chỉ làm chiếc bể đó sâu hơn và rộng hơn, dẫn đến thủ phạm khó xác định và ngăn chặn hơn. Vì vậy, mã hóa không đem lại hiệu quả. Tôi xin hết. Xin chào, tôi là người thứ hai đến tự phản đối và tôi xin phản biện một số ý kiến của các bạn như sau. Các bạn nói rằng việc chúng tôi mã hóa là chúng tôi đang lưu trữ thông tin ở những cổng bảo mật và trong những cái cổng bảo mật này, hacker hoặc cái thông tin đấy có thể bị tấn công. Nhưng trong cái việc của các bạn là thông tin được truyền thẳng thì hacker vẫn có thể tấn công được. Bởi vì sao? Bởi vì hacker là những người có thể có khả năng phá vỡ những cái màng lớp an ninh. Và trong cái thế giới hiện nay có rất nhiều vụ hacker hack thông tin của người dùng qua những cái hệ thống an ninh như thế. Và trong luận điểm thứ hai của các bạn nói rằng việc mã hóa thông tin, tôi không nhận. Việc mã hóa thông tin sẽ gây cản trở chính phủ. Nhưng tôi cho rằng không, bởi vì làm sao? Bởi vì những cái thông tin của người dùng chưa chắc nó đã đúng. Bởi vì làm sao? Đầu tiên là mạng xã hội là nơi thu thập những cái thông tin không biết đúng, không biết sai, không biết như thế nào. Và tôi xin đến với luận điểm của chúng tôi là
việc mã hóa các thông tin sẽ giảm tỷ lệ các công ty bán thông tin cho phần mềm quảng cáo và bảo vệ thông tin của người dùng. Đầu tiên trong thế giới của các bạn, thông tin không được mã hóa, có nghĩa là thông tin gốc nó đi qua máy chủ và cái công ty truyền thông, cái công ty liên lạc đấy nó có thể tiếp cận và hiểu thông tin, và vì lợi nhuận cái công ty đấy nó sẽ bán cho những cái công ty quảng cáo khác. Và việc bán này nó sẽ gây ra ba hậu quả. Một, người dùng sẽ bị làm phiền, tôi không nhận, làm phiền từ sáng đến đêm là nạn nhân của spam, của quảng cáo. Và nó còn nghiêm trọng hơn là vấn đề đến quấy rối về tinh thần nó không, và có thể gây ra áp lực về tâm lý. Cái thứ hai là khi mà công ty quảng cáo đã tiếp cận rồi thì họ sẽ biết được những sở thích và xu hướng cá nhân của người dùng, khiến cho người dùng cảm thấy không an toàn về cái cuộc sống cá nhân của họ. Ví dụ, một người có xu hướng tính dục không bình thường mà khi mà quảng cáo, công ty quảng cáo đã biết về cái điều đấy và họ quảng cáo những cái thông tin đấy trên tường của những người nạn nhân đó, thì người nạn nhân sẽ cảm thấy lo lắng và suy nghĩ, dẫn đến stress và ảnh hưởng đến tinh thần của nạn nhân. Và cái thứ ba là việc lộ thông tin cho quảng cáo này nó sẽ gây ra chủ nghĩa tiêu dùng. Nghĩa là sao? Những cái người quảng cáo này biết rằng là người dùng đang cần gì, đang muốn gì, họ sẽ đánh vào tâm lý là người dùng luôn muốn mua một cái gì đó để thỏa mãn cái lòng bản thân này, và khiến cho người dùng sẽ luôn luôn mua những sản phẩm mà chỉ theo tâm lý thiếu người ta mà không thực sự cho cần thiết cho người ta, và họ sẽ không thể tập trung cho bản thân về những cái kế hoạch dài hạn của họ. Và trong khi đó, cái thông tin ở trong thế giới chúng tôi đã được mã hóa thì có nghĩa là kể cả những cái công ty quảng cáo có tiếp cận được thì họ cũng không thể hiểu những cái mã hóa là gì và có thể ngăn chặn được tất cả những cái điều tôi nói trên. Người dùng sẽ không còn bị làm phiền, người dùng sẽ không còn cảm thấy khó chịu và sẽ không dẫn đến chủ nghĩa tiêu dùng, và người dùng có thể tập trung vào những cái mục tiêu xa hơn của họ. Xin mời bạn. Bạn nói rằng là khi những công ty quảng cáo tiếp cận được với những thông tin này thì họ không hiểu được mã hóa, đúng không ạ? Thế với những cái trường hợp mà những công ty quảng cáo đã tiếp cận được và giải mã được những thông tin này để xem được những thông tin cá nhân, thế bạn giải thích sao về việc này? Cái việc giải mã này tôi chắc chắn rằng là nó sẽ vô cùng khó khăn và mất nhiều thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì những cái mã này nó được thực hiện bởi những công ty hàng đầu như Facebook và Google, và điều này sẽ dẫn đến rằng là cái việc bảo mật thông tin của người cá nhân và cái xu hướng của người ta sẽ được, cái cuộc sống của người ta sẽ được bảo vệ và gây ra cái sự an toàn và bảo mật cho cả an ninh mạng và cho cả người dùng. Tôi xin hết. Vâng, thêm một lượt tranh biện rất căng thẳng nữa. Có thể cho hai bạn một tràng pháo tay lớn nữa được không ạ? Và ở vòng này thì tôi thấy gương mặt của ban giám khảo có vẻ là đã giãn ra một chút. Không biết là họ sẽ có những nhận xét như thế nào đây ạ? Người đầu tiên xin mời nhà báo Chu Minh Vũ ạ. Tôi thấy rằng các bạn đều đang đi theo rất là đúng hướng của cái người thứ nhất đã đưa ra, và lần này thì bạn ở trường chuyên Trần Phú đã có một cái sự phát triển rất là rõ ràng, và ở trong cái phần này thì bạn Đạt đã có một cái hình ảnh rất là thú vị mà tôi nghĩ rằng đó là chỉ cần một cái hình ảnh đấy thôi nó đã thuyết phục tôi rất là lớn. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta đang đi mò kim đáy bể, mà nếu như là chúng ta làm khó nó hơn thì làm cho cái bể đó nó sâu hơn thôi, thì như vậy thì mò kim như thế nào, nó rất là đơn giản, nó khiến cho tất cả những người theo dõi ở đây đều có thể hiểu được cái phần các mục đích của các bạn đang nói là gì. Còn nói về bạn Châu Giang của đội Mercury thì ở phần này thì dường như là tôi không biết là có phải là giọng nói của bạn như vậy không, hay là bạn cũng có một cái phần hồi hộp và bị lấn lướt một chút nào đó bởi bạn Đạt của đội trường Trần Phú, nhưng mà tất cả những cái phần tranh biện của bạn ấy nó dùng đúng từ yếu ớt ấy, và tôi cảm thấy là nó giảm đi cái nội lực rất là nhiều. Đấy là sự cảm nhận của tôi. 10 điểm của tôi dành cho bạn Đạt. Vâng, cảm ơn nhà báo Chu Minh Vũ đã dành 10 điểm của lượt thứ hai này cho đội ủng hộ của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng. Còn bây giờ hãy lắng nghe lời nhận xét tiếp theo. Xin mời giám khảo Walter Yu ạ. Tôi hoàn toàn đồng ý là trận tranh biện này đang đi đúng hướng. Các bạn bắt đầu cân nhắc đến các vấn đề lớn hơn như sự riêng tư so với bảo đảm an ninh. Tôi nghĩ ở đội ủng hộ, điều mà tôi thích là bạn nhận thức được rằng các bạn sẵn sàng hy sinh sự riêng tư để đảm bảo an ninh. Và tôi nghĩ việc bạn tự tin nói rõ điều đó giúp tôi đánh giá trận tranh biện này tốt hơn. Bên phía đội phản đối, điều tôi thích là bạn giải quyết được toàn bộ phản biện của đội ủng hộ. Vì vậy, trong phần phản biện của bạn, dù cấu trúc không quá tốt, tôi vẫn hiểu được bạn rất cẩn thận phản biện lại từng ý mà đội ủng hộ đã trình bày, tất cả các vấn đề. Tôi nghĩ điều đó thực sự rất tốt. Nhưng tôi cho rằng điều bạn phải làm tốt hơn là chứng minh tại sao một số luận điểm của mình lại quan trọng. Bởi vì chỉ ở trong trận tranh biện này thôi, chúng ta đã thấy hai quan điểm khác nhau
Một bên cho là có vấn đề, một bên cho là không. Vì thế, bạn phải cho tôi biết tôi cần phải nghĩ như thế nào về vấn đề này. Bởi vậy, tôi sẽ cho điểm đội mà có sự rõ ràng hơn trong luận điểm và trong việc chứng minh cho tôi tại sao vấn đề này lại quan trọng và tại sao họ nên thắng trận tranh biện này. Chính vì thế, tôi cho điểm đội ủng hộ. 10 điểm tiếp theo của ban giám khảo đã dành cho đội ủng hộ. Và hiện giờ chỉ còn lại chị Uyên mà thôi. Phần đánh giá và cho điểm của chị sẽ cho chúng ta biết đội nào sẽ vươn lên dẫn trước. Xin mời ạ. Khi mà mình làm giám khảo thứ 3 thì gần như là tất cả những cái ý là đều đã được hai giám khảo phía trước nói hết rồi. Cho nên là chị Uyên sẽ không lặp lại những cái ý phía trước. Và chị Uyên rất đồng ý với ý mà anh Vũ cũng như là anh Walter đã dành cho các bạn. Các bạn nên ghi nhận những ý tưởng đó. Chị chỉ có một cái vấn đề nhỏ mà chị muốn nói với bọn em, đó là ở trong cái phần này tụi em làm, cả hai bạn đều làm khá tốt cái nhiệm vụ của mình, đặc biệt là các bạn đã phản biện rất tốt, tốt hơn hẳn so với ở lượt thứ nhất, và chị rất hài lòng ở việc này. Ở bên đội ủng hộ, bạn ấy nói rằng tác hại của nó là gì, là sẽ có những vụ đánh bom khủng bố mà nhà nước sẽ không thể nào bảo vệ được người dân của mình, trong khi thực sự nếu như họ có quyền được tiếp cận vào nguồn thông tin này, biết đâu họ đã có thể bảo vệ được. Ở bên đội phản đối, các bạn ấy đưa cho chị tác hại là sẽ có rất nhiều người sử dụng internet bị làm phiền. Vậy thì giữa hai việc đó, chị đang nhìn thấy cái tác hại lớn hơn đang thuộc về đội ủng hộ. Chính vì vậy chị sẽ dành 10 điểm của mình cho em, nhưng mà chị sẽ cần cả hai đội làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng ở lượt nói thứ ba, đó là khi mà em trình bày, em hãy lấy cái trường hợp tốt nhất mà đội kia có thể mang đến, và em thể hiện rằng kể cả khi mà những điều tốt nhất đội bạn nói vẫn sẽ không tốt bằng những điều mà đội chúng tôi nói, thì lúc đó em mới có thể thuyết phục được cả ba giám khảo hoàn toàn. Và chị rất trông chờ vào lượt nói thứ ba của cả hai bạn. Ban giám khảo của chúng tôi đã đưa ra những lời rất tâm huyết dành cho cả hai đội. Về mặt điểm số hiện giờ, tổng kết lại, đội của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng các bạn đang có 40 điểm. Xin chúc mừng. Và trường Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội các bạn vẫn có số điểm là 20 điểm. Xin cảm ơn các bạn. Hãy quay trở về vị trí ngồi của mình ạ. Và quý vị khán giả chắc chắn rất mong muốn chúng ta sẽ đến với lượt tranh biện tiếp theo. Chính vì thế đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút. Ở lượt thi đấu này, chúng ta đã chứng kiến sự lội ngược dòng của đội ủng hộ khi anh chàng hot boy Tiến Đạt xuất sắc giành chọn 30 điểm từ ban giám khảo. Sự chênh lệch điểm số dần trở nên rõ rệt hơn giờ đây. Chắc chắn lượt ba sẽ vô cùng căng thẳng khi hai đội cố gắng giành ưu thế về cho đội của mình. Cùng đón xem lượt ba ngay thôi nào! Chúng ta đang quay trở lại với trường tin 2018 và đây là lượt tranh biện thứ 3 của chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng gặp gỡ với hai thí sinh đến từ hai đội. Đầu tiên đến từ đội ủng hộ, xin mời bạn Ngọc Anh. Và cô gái đến từ đội phản đối, xin mời Hà My. Vâng, chúng ta sẽ nói lại một chút về điểm số mà tôi đã tổng kết. Hiện giờ thì các bạn đang dẫn trước với 40 điểm. Và trường Marie Curie các bạn đang có 20 điểm. Và tôi hy vọng là cả hai đội đều sẽ không quên những điều mà giám khảo đã lưu ý để giúp các bạn có thể có được điểm số ở lượt thứ 3 này. Các bạn đã sẵn sàng đúng không ạ? Và lượt tranh biện thứ 3 ngày hôm nay của trường tin xin được phép bắt đầu. Xin chào, tôi là người thứ 3 của đội ủng hộ. Tôi ở đây để làm 3 việc như sau. Thứ nhất, tôi sẽ phản biện lại ý kiến của các bạn. Thứ hai, tôi sẽ chỉ ra những xung đột trong buổi tranh biện hôm nay và chứng minh chúng tôi đã làm tốt hơn trong kiến nghị lần này. Thứ nhất, tôi xin phản biện lại các bạn. Người một, các bạn nói Cambridge Analytica mua dữ liệu của Facebook, nhưng mà thực ra không phải là như vậy. Cambridge Analytica đã đánh cắp dữ liệu của Facebook và điều này chỉ thể hiện yếu điểm trong bảo mật bằng mã hóa mà Facebook đang sử dụng. Phương pháp của chúng tôi đó là chia sẻ dữ liệu cho người dùng quản lý, và điều này sẽ chia sẻ bớt gánh nặng cho công ty lưu trữ dữ liệu là Facebook, tại vì Facebook không thể quản lý được số dữ liệu khổng lồ, thế nên họ mới để bị đánh cắp. Thứ hai, người thứ hai của bạn cho rằng, tôi không nhận câu hỏi, hacker đã đánh chiếm thông tin thành công, nhưng hacker thành công là do hệ thống của các bạn, vì hệ thống mã hóa của các bạn đã được sử dụng suốt 30 năm qua. Người thứ hai của các bạn nói rằng những cái quảng cáo sẽ làm phiền đến người dùng, nhưng theo tôi đây là một con dao hai lưỡi, vì những quảng cáo đấy chỉ mang tính ngẫu nhiên và không có tính sắp đặt, do đó là của hệ thống mà không có bàn tay con người động vào. Vì nếu không ngẫu nhiên thì tất cả những quảng cáo chắc chắn sẽ phải là những quảng cáo có lợi chứ không phải gây ra những phiền nhiễu như các bạn đã nói. Tôi xin chỉ ra xung đột trong buổi hôm nay. Xung đột đầu tiên đó là tính hiệu quả của việc mã hóa. Tôi xin bổ sung một ví dụ như sau. Năm 2015,
FBI, Cục Tình báo Mỹ yêu cầu Apple giao thông tin trong iPhone của một tên chủ mưu khủng bố và bị Apple thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, FBI đã công bố rằng họ đã tự mở khóa trong sự ngỡ ngàng của người dân. Ngỡ ngàng ở đây thể hiện hai điều gì ạ? Thứ nhất, đó là tính hiệu quả của bảo mật đó không có, vì FBI vẫn có thể xâm nhập vào những thông tin đã được mã hóa. Thứ hai, đó là tính cá nhân. Người dân ngỡ ngàng vì họ không hiểu tại sao thông tin của họ lại bị khai thác như vậy. Điều này có nghĩa là người dân không thể làm chủ được thông tin. Chính sách của chúng tôi đã giải quyết rất tốt tính bảo mật và tính riêng tư này, vì chỉ khi đưa thông tin vào tay người dùng quản lý thì người dùng mới thực sự làm chủ được thông tin của mình và chịu trách nhiệm được thông tin của mình. Bạn nói rằng biện pháp của các bạn là giải quyết việc bảo mật thông tin riêng tư. Thế nhưng mà nó không thể tốt hơn các cái công ty lớn hàng đầu như là Facebook hay Google khi nó có cả một đội ngũ chống hacker sẵn sàng phá những lỗ hổng ở đằng sau. Tôi xin đính chính lại, Facebook, Google không phải là thông tin về bảo mật, họ chỉ là thông tin về truyền thông. Và công ty cung cấp giải pháp truyền thông cho họ là Prism, là của FBI, chứ không phải là bản thân Google và Facebook. Thứ hai, tôi xin chỉ ra xung đột thứ hai, đó là tính bảo mật và tính an toàn. Người thứ hai của chúng tôi đã chứng minh rất thành công rằng sự hy sinh quyền riêng tư của một số cá nhân để bảo vệ sự an toàn của một nhóm người là hoàn toàn xứng đáng. Dù mất quyền riêng tư, nhưng sự an toàn của bạn vẫn được bảo vệ, bạn không gặp phải an toàn gì, đồng thời bạn đảm bảo được sự an toàn cho rất nhiều người khác. Tôi xin lấy một ví dụ đơn giản như sau, đó là bạn muốn giấu quyền riêng tư tại vì ngày xưa hồi bạn bé, mẹ bạn chụp ảnh bạn mặc váy trong khi bạn là con trai, nhưng điều đấy không quan trọng bằng việc ngày mai có một vụ khủng bố sắp xảy ra. Và thứ ba, tôi xin chứng minh tính minh bạch, ai mới là người nắm được thông tin khi được mã hóa. Tôi xin đưa ra hai viễn cảnh như thế này, đó là viễn cảnh tốt nhất của các bạn thì vẫn là khi các bạn mã hóa được thông tin thì vẫn sẽ tồn tại những vấn đề như sau. Thứ nhất là thông tin vẫn bị tấn công do hệ thống yếu kém. Thứ hai là những kẻ ẩn danh là tội phạm sẽ không được xử lý, trật tự xã hội không được đảm bảo. Chúng tôi xin hết. Mâu thuẫn của chúng ta là gì? Điều chúng ta muốn đấy, tìm đến câu trả lời là gì? Có phải rằng bảo mật thông tin bằng mã hóa là tốt hay không tốt? Đâu mới là phương pháp ưu việt nhất để bảo vệ thông tin và ngăn chặn những cái ảnh hưởng sau này? Các bạn nói rằng các bạn chỉ tập trung vào bảo mật, nhưng còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi đến đây không phải để tranh cãi với các bạn cái nào đúng, cái nào sai, mà chúng tôi chỉ vì hướng đến cái mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu đầu tiên đó là bảo mật cái thông tin của người dùng. Mục tiêu thứ hai đó là tạo ra một cái cộng đồng mạng an toàn. Tôi xin phản biện lại cái lập luận của đội bạn. Các bạn bảo là dùng mã hóa thì sẽ khiến cho hệ thống bảo mật yếu kém. Tôi xin trình bày sau, nhưng mà theo quan điểm của chúng tôi, mã hóa khiến cho hacker cũng khó hack hơn, và dù cho nó có hack được thì nó cũng bị tốn thời gian và công sức. Tiếp theo tôi xin trình bày tiếp luận điểm của chúng tôi. Tôi xin củng cố rằng tại sao biện pháp của chúng tôi lại tốt hơn, bởi vì nó bảo mật thông tin bằng mã hóa. Khi thông tin được bảo mật thì làm sao? Thì thông tin người dùng có được sự đảm bảo tin cậy rằng cái quyền riêng tư của họ được đảm bảo, họ tiếp tục sử dụng cái phần mềm mà công ty ấy cung cấp cho họ, công ty ấy cũng được lợi nhuận, và ở đây cả hai nhóm đối tượng đều được có lợi ích. Thứ hai là chúng tôi đã ngăn cản những tai nạn thông tin đáng tiếc sẽ xảy ra. Tôi xin mời bạn đặt câu hỏi. Bạn có thể đưa cho tôi một cơ chế mà để phân biệt được cái thông tin thật, thông tin giả, thông tin xấu, thông tin tốt của bạn như thế nào không ạ? Cơ chế, bởi vì mạng xã hội, tôi đã nói là nó có nhiều nguồn thông tin. Chính vì vậy, chỉ có một nguồn thông tin chính đáng là ở trên các trang báo mạng, chứ không phải là ở các công ty cung cấp phần mềm như Facebook hay là Google hay là WhatsApp. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Vâng, hai cô gái nhỏ nhắn nhưng lập luận thì vô cùng sắc bén, và họ đều đang nở một nụ cười tự tin. Chúng ta sẽ còn chờ đợi điểm số mà ban giám khảo sẽ đánh giá, vì đây đã là lượt thứ 3 rồi và các bạn đang có một sự chênh lệch nhất định. Xin mời chị Uyên. Chị nhận thấy ở trong cái phần trình bày này ấy, thì về cấu trúc thì hiện tại bên trường Phú Hải Phòng đang dẫn trước một chút thôi. Còn về vấn đề nội dung ấy, thì chị nhìn thấy ở bên trường Trần Phú, cái điểm mà chị thích ở chỗ là khi mà em so sánh giữa hai bức tranh của cả hai đội thì em đã hoàn toàn em giải thích được những cái câu hỏi mà ban đầu chị đặt ra. Còn bên trường Marie Curie thì khi em nói về những cái phản biện của em ấy, thì chị cảm thấy những phản biện của em nó bị chậm một lượt so với trường Trần Phú. Chính vì vậy cho nên chị sẽ dành 10 điểm của chị dành cho trường Trần Phú Hải Phòng. Vâng, giám khảo nữ của chúng tôi đã nhận xét đầu tiên, nhận xét rất kỹ càng và đưa ra 10 điểm cho đội ủng hộ. Tiếp theo, xin mời anh Walter Yu. So, I think in this debate, tôi nghĩ trong lần này, điều mà tôi thích là các bạn đã thực sự tiếp nhận những lời đánh giá của giám khảo từ vòng loại và cố gắng thay đổi. Tôi đã thấy được sự tiến bộ.
Tôi nghĩ đó là điều mà cả đội ủng hộ và đội phản đối đã làm khá tốt. Với đội phản đối, tôi khá thích phong cách của bạn. Bạn đã rất nỗ lực thu hút sự chú ý của khán giả cũng như các giám khảo. Có những lúc, tôi đang nghĩ bạn rất thuyết phục hơn cả đội ủng hộ. Nhưng ở một trận tranh biện như thế này, phong cách chỉ là một trong những yếu tố quan trọng. Còn rất nhiều vấn đề mà bạn phải trình bày. Ví dụ như vấn đề an ninh và an toàn. So với sự riêng tư, chúng ta phải so sánh vấn đề này như thế nào? Tôi nghĩ bạn ở đội ủng hộ làm tốt hơn trong việc so sánh này. Nói cho tôi biết tại sao bảo đảm an ninh và an toàn lại vô cùng quan trọng. Tôi dành 10 điểm cho đội ủng hộ. Thêm 10 điểm nữa dành cho đội ủng hộ đến từ giám khảo Wonder You. Và bây giờ chỉ còn lại con số cũng như lời nhận xét mà nhà báo Chu Minh Vũ sẽ đưa cho hai đội. Xin mời ạ. Tôi thấy rằng là khi mà đồng hành và theo dõi với cái nội dung của các bạn đưa ra từ đầu thì rõ ràng thế trường Trần Phú vẫn bị rất là mạch lạc để đi theo một cái khung mà các bạn đã đưa ra. Và ở ngay cái phần thứ ba của bạn Ngọc Anh, nó cũng đã nói cho chúng tôi cảm thấy rất là rõ về cái điều mà tại sao các bạn lại ủng hộ. Ngược lại, ở bên phía đội Mercury thì ngày hôm nay tôi dường như tôi có cả một cái điều mà tôi cảm thấy là tất cả các bạn ở trong cái trận đấu này chưa có một cái chút nào về cái gọi là cái kỹ năng để trình bày, cái kỹ năng nói, cái kỹ năng để thể hiện ra cái điều mà mình nói. Thì cuối cùng rất là may thì cuối cùng đã nhìn thấy bạn Hà My là một bạn rất là có cái kỹ năng để nói một cách thuyết phục. Tuy nhiên, một bạn mạnh về kỹ năng nhưng một bạn mạnh về nội dung thì đấy là một cái sự rất là khó khăn cho tôi là khi mà người phải cho điểm cuối cùng. Tuy nhiên, sự thuyết phục vẫn thuộc về trường chuyên Trần Phú. Điểm 10 của tôi xin dành cho bạn Ngọc Anh. Vậy là sau lượt thứ 3 này, chúng ta đã thấy rằng đội trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng đã giành trọn cả 30 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và điểm số của các bạn bây giờ là 70 điểm. Và hiện giờ điểm số của trường Trung học phổ thông Mercury Hà Nội vẫn đang là 20 điểm. Và chúng ta đã có kết quả sớm đúng không ạ? Một lần nữa, hãy cho cả hai bạn một tràng pháo tay thật lớn ạ. Các bạn đều đã làm rất tốt. Và chúng ta có thể quay trở về vị trí ngồi của mình. Xin cảm ơn các bạn. Cho dù ngày hôm nay với phần đánh giá của ban giám khảo, chúng ta đã xác định được đội thắng cuộc. Tuy nhiên, hãy cùng chờ đợi lượt phản hồi. Lượt phản hồi luôn luôn là một lượt rất hấp dẫn để chúng ta có thể nhìn thấy tinh thần chiến đấu cũng như là quan điểm, kỹ năng mà các thành viên của các đội sẽ thể hiện. Và chúng tôi hy vọng rằng ngày hôm nay trong lượt phản hồi các bạn vẫn sẽ giữ được ngọn lửa của tinh thần trường tin trong mình để mang đến chúng tôi một lượt phản hồi thật là hấp dẫn. Và hãy cùng quay trở lại với lượt phản hồi sau ít phút nữa. Một kết quả bất ngờ khi chiến thắng chung cuộc đã được quyết định ngay ở lượt đấu thứ 3. Với lập luận và cấu trúc bài nói rõ ràng, đội ủng hộ một lần nữa giành trọn vẹn 30 điểm và trở thành đội chiến thắng của ngày hôm nay. Dẫu vậy, lượt phản hồi vẫn luôn rất hấp dẫn và cho thấy tinh thần chiến đấu của cả hai đội. Hãy cùng xem phần thể hiện của cả hai đội trong lượt phản hồi ngay sau đây nhé! Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Trường Tin 2018 và đây là lượt phản hồi trong trận đấu giữa hai đội Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng và Trường Trung học phổ thông Mercury Hà Nội. Hãy xem đại diện đến với lượt phản hồi là ai. Xin mời đến từ đội ủng hộ bạn Tiến Đạt. Và chúng ta sẽ chào đón đến từ đội phản đối. Xin mời bạn Châu Giang. Hai bạn sẽ gặp nhau lần thứ hai trong chương trình Trường Tin ngày hôm nay. Hiện giờ thì có thể nói rằng là chúng ta đã có kết quả rồi. Tuy nhiên chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi vẫn muốn nhìn thấy tinh thần chiến đấu của các bạn ở lượt phản hồi một lượt luôn luôn rất hấp dẫn. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Và bây giờ sẽ là lượt phản hồi của Trường Tin. Bắt đầu! Tôi là người nói lớp phản hồi của trận đấu ngày hôm nay và chúng tôi xin vẽ ra hai thế giới và đi sâu vào thế giới của các bạn. Đầu tiên, trong thế giới của các bạn nghĩ rằng là các bạn đang bảo vệ được sự an toàn của người dân, của tất cả mọi người, và các bạn có nói rằng các bạn bảo vệ được đời sống của người dân bởi vì chính phủ sẽ tiếp cận được thông tin và sử dụng cái thông tin đấy để ngăn chặn những cái vụ khủng bố. Nhưng chúng tôi cho rằng cái việc này không có hiệu quả. Bởi vì sao? Bởi vì những cái thông tin đấy nó sẽ là vô cùng, đấy là thế giới mà khi không có mã hóa và thông tin có thể được tiếp cận. Còn trong khi đó, trong thế giới của tôi là cái thông tin này nó đã được mã hóa, có nghĩa là nó đã được một cái lớp màng bảo vệ rồi, thì cái việc bảo mật nó sẽ được nâng cao hơn so với các bạn. Các bạn nói rằng không có sự mã hóa, vậy thì không có sự mã hóa thì cái
các bạn lấy đâu ra để nói rằng là cái bảo mật của các bạn tốt hơn của tôi khi các bạn không có bảng mã hóa? Chúng tôi đã chỉ ra là chúng tôi mã hóa để ngăn chặn những cái điều tiêu cực ở trong cái thế giới của bạn, và thậm chí nó còn thể gây ra những cái điều tích cực như là bảo mật thông tin cá nhân và tạo ra một cộng đồng mạng tốt hơn. Và vì thế chúng tôi xin tự tin nói rằng ở đây chúng tôi phản đối cái kiến nghị chúng tôi không cho phép các công ty liên lạc mã hóa thông tin của người dùng. Tôi xin hết. Xin chào bạn, xin chào ban giám khảo, và sau đây sẽ là lượt phản hồi đến từ đội ủng hộ với kiến nghị ngày hôm nay. Trước hết, tôi cũng như bạn, tôi sẽ chia tầm nhìn của chúng ta ra làm hai thế giới. Ở thế giới của các bạn, trường hợp tốt nhất là phương pháp mã hóa dữ liệu thông tin đã thành công và chính phủ, hacker và tin tặc không thể nào truy cập vào dữ liệu người dùng. Đây là trường hợp tốt nhất của các bạn, nhưng tôi sẽ chỉ ra trường hợp này có thất bại ở những điểm nào. Thứ nhất, các bạn thất bại trong việc giúp đỡ chính phủ điều tra những vụ án phạm pháp, và vì thế các bạn đã đẩy lùi an ninh và trật tự xã hội. Thứ hai, các bạn đã thất bại trong việc tăng quyền tiện ích qua những quảng cáo. Những quảng cáo này thể hiện những điều gì? Thể hiện sự thông minh, sự phát triển của công nghệ. Tại vì những quảng cáo này làm sao được thực hiện bởi một hệ thống phân tích, chứ không có một người nào, không có một công ty quảng cáo nào chịu quản lý được cả 100 triệu người và sở thích của từng người để đưa những quảng cáo này lên cả. Nên với phe tôi thì những quảng cáo này mang lại nhiều lợi ích và mang lại sự tiện dụng hơn là mang đến hại. Và với những chứng minh của chúng tôi cho rằng các biện pháp mã hóa của các bạn không hề có hiệu quả, thì các bạn còn thất bại ở trong việc bảo vệ thông tin người dùng và bảo mật thông tin. Với một ví dụ như chúng tôi đã đưa ra là vệ Analytica đã thâm nhập được 87 triệu thông tin người dùng. Và sau bây giờ tôi sẽ đi đến thế giới của chúng tôi. Trong trường hợp tệ nhất là chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn mã hóa thông tin, và hai hệ thống EPS và ESP của chúng tôi đưa ra chưa được áp dụng hiệu quả và rộng rãi. Nhưng chúng tôi vẫn hướng đến một xã hội minh bạch về lưu trữ và truyền tải thông tin. Chính phủ vẫn hướng đến được nền dân chủ, vẫn thu thập thông tin để bảo vệ người dân. Và như chứng minh thì một vài sự bảo mật được hy sinh rất chính đáng để có thể đổi lại được sự an toàn tính mạng của rất nhiều người, thì sự hy sinh này là hoàn toàn chính xác. Và với hai hệ thống vẫn hiện hữu và được áp dụng, thì với những lý lẽ và dẫn chứng chúng tôi đưa ra thì hiệu quả của hai hệ thống chúng tôi vượt trội hơn rất nhiều với hệ thống mã hóa dữ liệu của các bạn. Nên cuối cùng chúng tôi đã thành công trong việc bảo mật dữ liệu. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn ủng hộ với kiến nghị chúng tôi không cho phép các công ty phần mềm liên lạc mã hóa dữ liệu người dùng. Tôi xin cảm ơn. Lượt phản hồi đã kết thúc và rất cảm ơn các bạn. Lượt phản hồi này chúng ta sẽ không có phần nhận xét của ban giám khảo. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã vô cùng xuất sắc và vô cùng cố gắng. Các bạn có thể quay trở về vị trí ngồi của mình. Và chúng ta sẽ quay trở lại với trường tin sau ít phút và cùng lắng nghe kết quả cũng như chúc mừng đội chiến thắng. Sẽ đến với phần công bố kết quả với điểm số cuối cùng ngày hôm nay. Sau lượt phản hồi giữa bạn Châu Giang và bạn Tiến Đạt, đã có một đội giành được cả 15 điểm. Và xin chúc mừng cho trường chuyên Trần Phú Hải Phòng. Ngày hôm nay, tổng điểm của các bạn là một con số rất cao, 85 điểm, và các bạn đã giành chiến thắng. Và ngày hôm nay thì đội trường Trung học phổ thông Mercury đã rất cố gắng. Tuy nhiên các bạn chỉ có 20 điểm thôi. Tôi nghĩ rằng là với trường tin, điểm số không quyết định quá nhiều sự chênh lệch khả năng giữa các bạn. Bởi vì như ban giám khảo đã nói rằng là sẽ rất khó khăn để đánh giá đội nào tốt hơn. Bởi vì có những lúc buộc phải cho điểm một bên mặc dù các bạn chỉ cách nhau có một chút xíu thôi. Ngày hôm nay chúng tôi thấy rằng đội trường Marie Curie cũng là một đội rất xuất sắc và đã rất cố gắng. Và chúng ta hãy cùng chia vui với trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng. Và chúc các bạn sẽ đi tiếp và sẽ cố gắng phát huy được tinh thần cũng như là khả năng của mình như trận này, được không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin cảm ơn những khán giả của Trường Tin đã cùng theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Hãy cùng ủng hộ cho chương trình Trường Tin 2018 với những hashtag là VTV7, Trường Tin 2018 và Share Your Voice. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.